Rồi, thưa các bác, đây là một cái hàng rào cây găng. Cây găng này. Ở bên trong là trồng ngô. Hàng rào này nó có chiều dài khoảng 100m. Ngay gần đường quốc lộ. Mình chỉ đi con đi thôi. Đây là những cái quả găng. Ở bên trong này thì có cái kia ở đây. Có rất nhiều hạt trong quả này, những quả khô này. Khô này. Đây, quả này về để trồng than quả. Không biết người ta làm hàng rào găng kiểu gì nhưng mà em nhìn thấy được 10 năm nay rồi. Em đoán là người ta sẽ gieo hạt hoặc là người ta đi hái quả như em xong rồi nhặt về ươm. Đấy. Đấy. Hôm nay em đi nhặt quả để làm cái hàng rào găng này để trồng cây. Hàng rào găng này thì độ bền của nó em nghĩ chắc cũng phải tầm 100 năm. Đây những quả chín đây. Cái găng này sống rất là dai. Ngày trước em đi chăn trâu thì em thấy con trâu nó ăn quả găng này. Xong là mỗi bãi chân trâu là lại đều mọc ra rất nhiều cây con. Nếu mà ở đồi chăn trâu thì chắc chắn là không bao giờ ở trong một cái đồi chăn trâu lúc nào cũng có, nó cũng sẽ có luôn một cái đồi găng để trâu nó ăn xong nó cái phân của nó ấy. Đây những quả như này là hạt nó màu đen đen, một quả như này là khoảng 40-50 hạt. Thì nếu em tính tỷ lệ đây. Nhìn những gốc găng như này thì sát nhau như này thì em đoán là họ gieo, chắc là đây gieo hạt. Thế cho nên nó mọc mấy cây toàn liền nhau thế nào. Về cứ mình sẽ chôn vào. Mình sẽ chôn quả găng vào đất. Vào cái hàng rào này rồi nó tự mọc thôi. Đấy.